cái bài thi văn, nhưng mà đồng đạo chúng ta chưa có nhiều khi chưa nhận thức được, hay là chúng ta chưa thấy được, thì đó là tại vì chúng ta chưa có đọc qua. Còn như các đồng đạo này hỏi đó thì cảnh thế tạo càng ngày thỏng mọn, thì thật sự với cô bác anh chị đó, nói đúng hơn đó thì trong cái thời kỳ hạ quân và pháp này, chúng ta không có biết là phân tách như thế nào cho nó, để cho cô bác anh chị mình thấy được nữa. Bởi vì ra đời, khi mà ra đời mở đạo thì Đức Thầy nó hạ quân nay đã hết đời. Nó quý vị thấy rõ ràng không? Này Đức Thầy đã nói rồi, nhưng mà đồng đạo chúng ta nhiều khi mà không biết hết đời là hết đời như thế nào. Vì hết đời ở đây thì nó có phân biệt ra hai cái phần để cho chúng ta thấy được. Một là Đức Thầy cảnh tỉnh cho con người của đồng đạo chúng ta đó, thì sống trên cõi đời này đó thì không có là bao chục năm để mà cuộc đời của con người đã hết. Cái đó mình nói chung vậy thôi, chứ phân tách thì người già, người trẻ này kia thì chúng ta khó phân tách, phải không đạo? Mà ở đây đó thì chúng tôi thấy rằng thật là nói thì hôm nay đó, mà nói ra thì có đồng đạo thì không suy nghĩ lại, cũng có một số đồng đạo đó hồi xưa người ta còn phân bì. Ta nói hồi xưa đó thì tại sao ông bà cha mẹ mình đó làm ruộng một mùa có một vụ mà nó đủ ăn. Cái này cũng là người ta nói thôi ha quý vị, nhưng mà hôm nay người ta nói nhưng mà ta không suy xét chỗ này. Hồi xưa đó quý vị thấy cái gia đình của mình đó được bao nhiêu người trong gia đình, và người dân của mình đó nó có là bao nhiêu, là người dân của nước Việt Nam này đó được bao nhiêu người. Còn bây giờ con số đó, cái này đó là nó trong cái sự mà phát triển lên cái vấn đề kinh tế xã hội thì hôm nay là quý vị thấy được bao nhiêu người trong cái đất nước Việt Nam. Nói là nói như vậy thôi, chứ nó như là Đức Thầy nói cảnh thế tạo càng ngày thoảng mọn đó. Thật thoảng mọn là thoảng mọn cái là kinh tế xã hội có hết, nó thật với đồng đạo đó có hết, nhưng mà nó thoảng mọn về cái sự kinh tế xã hội, và nó còn đem lại cái sự là mùa màng, rồi đem lại cái ảnh hưởng về cái thời tiết, nó đủ hết. Cũng như là quý vị thấy nè, là bây giờ đâu phải như ngày xưa đâu, thấy không? Mà Đức Thầy đã nói rồi, mà đồng đạo chúng ta, tại vì đồng đạo chúng ta chưa có nghiên cứu thì đồng đạo chúng ta chưa thấy, chúng ta chưa tu thôi. Chứ mà quý vị thấy rồi, quý vị cần nên tu nữa. Như đồng đạo có hỏi đó, cái trong quyển 3 đó là đã nói là cái thời gian mà bệnh dịch đó, hồi năm 1919 tới đã có hay không, mà nó có thay đổi hay không, nó có trở lại nữa hay không đó. Thì cái đây là mình xin là nói với quý vị đó, bởi vì cái gì nó cũng qua cái đợt đó rồi thì nó sẽ đến là đến việc khác thôi, chứ không phải là mình chắc ăn là cái bệnh dịch hồi năm là đó nó cách đây cũng 4 năm nó qua rồi nó còn trở lại nữa. Không phải, nó tái diễn là tái diễn những cái sự khác, nó mới có thay đổi được cái chiều hướng của cái là sinh tồn của cái con người sống ở thế gian. Chứ bây giờ ở đây Đức Thầy nói cảnh thế tạo càng ngày thoảng mọn, có nghĩa là tại sao mà nó thoảng mọn là gì? Thoảng mọn tức là hao hụt. Nó quý vị thấy không? Bây giờ khi tuy là đồng đạo chúng ta và nhân sinh chúng ta ở trên thế giới này nó càng ngày càng phát triển về con người, nhớ không? Càng phát triển về con người, nhưng mà nội tâm thì không có. Vì tại sao Đức Thầy nói là cảnh thế tạo càng ngày thoảng mọn là thoảng mọn vấn đề tu tập, chứ không phải thoảng mọn về danh lợi, vì tu tập không à. Tại cũng như hồi xưa, tại sao Đức Thầy đáng chắc rằng đó, tín đồ Phật giáo hảo sau này chỉ có 2 triệu tín đồ mà thôi, thấy không? Đức Thầy nói rõ ràng cho nên trừ chỗ này đã, trồng đạo chúng ta nên cố gắng nhìn lại lời nói Đức Thầy coi có hay là không đó. Giả sử bây giờ cách đây chưa được là 20 năm là 30 năm về trước, nhất là cái ngày mà cái năm 2000 thôi, nó thật với đồng đạo đó, cái năm 2000 thôi, mà tới 2000 trước cái năm mà 2000 đó lận năm, tiền ơi đồng đạo quá chèn tu luôn, nói thôi tới 2000 rồi, đồng đạo chúng ta nên cố gắng ăn chay để mà tu. Thì thỉnh thoảng qua đó năm 2000 cái tự nhiên cái đồng đạo nó vắng bóng à,
rõ ràng luôn, vắng bóng không có tu nữa. Có nhiều khi làm từ thiện cũng ít hơn ha. Nhưng mà may thay đó là chúng tôi và quý vị được sống trong cái thời kỳ đất nước đổi mới, là Phật giáo Hòa Hảo chúng ta được là hồi sinh. Đó quý vị thấy không? Chúng ta được hồi sinh. Mà trong cái công cuộc hồi sinh đây đó là không phải là tự đồng đạo chúng ta có mặt ở thế gian này mà được hồi sinh, mà nhờ cái năng lực và cái sự tu tỉnh nha, là của cô bác đồng đạo chúng ta ngày trước đã để lại cái hạt phúc hậu cho đời sau này chúng ta mới hưởng được. Đó, cũng như thầy nói là đồng đạo Phật giáo Hảo là những người là tu niệm âm thầm không à. Thầy còn khen đó nè, tu niệm âm thầm quá hay. Đó, quý vị thấy hay không? Hay là cái chỗ là đất nước đã không cho Phật giáo Hảo chúng ta được là có ban lịch sự ngày xưa để là diễn tiến cho cái công cuộc thời năm 66-67 đó nha. Mà tới 75 rồi đó thì đồng đạo chúng ta đã coi như là không còn nữa. Nhưng mà ở đây đó là không còn những cái người để đứng ra ta thành lập ban lịch sự mà thôi. Còn cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, là nhà nước vẫn giữ nguyên. Ai làm cái gì cũng được hết, ai tu tập gì cũng được hết. Nhưng trong thời gian qua 20 mấy năm, cô bác anh chị mình thấy không? Thấy ngon lành hơn, là thấy đúng theo lời Đức Thầy đã dạy luôn. Đó, cho nên hôm nay đó đồng đạo chúng ta được cái sự là dung quén từ cái nền móng mà Đức Thầy đã dạy. Là nhưng mà cái thế tạo hiện tại là quý vị thấy thỏa mãn không? Thỏa mãn đây là thỏa mãn văn minh, bị gì đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dày bừa, học thói mới lăng loàn theo sở dục. Rồi thầy nói luôn đó quý vị, cảnh thế giới binh lương cụ túc nữa, quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau. Họ bây giờ họ không còn nghĩ như ngày xưa nữa, họ cùng nhau chia sẻ, họ làm sao mà họ thắng được cái nội tâm ngoại cảnh họ mà thôi, chứ còn nội tâm họ thì họ không cần. Mà ở đây Đức Thầy đã nói như ông chú hỏi là cảnh thế tạo càng ngày thỏa mãn, nó thật sự là thỏa mãn. Thỏa mãn là bây giờ đồng đạo chúng ta đó, thế hệ trong thời gian gần đây chừng 5-10 năm trở lại đây đó, thì đồng đạo cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo đó rất là buông xuôi theo danh lợi. Thì như vậy thì quý vị thấy có thỏa mãn hay không thôi. Đó, bây giờ quý vị trở về một xã mình thôi, trong cái xã mình thôi. Bây giờ tre ngày xưa đó, thật quý vị đó, hồi năm mà chúng tôi mới vừa phát tâm tu đó, hồi năm 66-67 đó, thì những cái năm đó thì thôi măng, nói thật sự quý vị đó, nói về cái đạo thì phát triển vấn đề là tuổi trẻ càng ngày càng là nhiều. Nhưng mà đến thời kỳ qua rồi đó, cách đây chừng 10 năm hoặc 20 năm trở lại đây thì đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo mà tuổi trẻ thì không còn là cái sự sinh tồn là như ngày xưa nữa. Thì quý vị thấy bây giờ chúng ta thấy hai mặt rồi. Nó là thỏa mãn về tinh thần là đồng đạo chúng ta bây giờ cũng như ông bà nói, tre thì đã tàn rồi. Đó, nhưng mà măng không có mọc đồng đạo ơi. Thì quý vị thấy câu than của cái người xưa gì có đúng không? Cái người mà hiện tại đây mới là những chúng tôi than thôi. Như bây giờ xã Vinh Lợi chúng tôi thôi. Nó thật chứ chú hai đó ha. Thì giờ không còn tuổi trẻ nữa. Các em nói gì? Nói gì? Một thì nó nói tại vì gia đình tôi ba bản chặt cho nên tôi phải là đi tìm cái kế sinh nhai là cho phát triển gia đình mà thôi. Đó, tại vì cái này thỏa mãn thật sự là thật hoảng mọn cái tinh thần. Có thật sự chứ không phải không có. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng thì chúng ta phải nhận thức như thế nào. Đồng đạo chúng ta nên hôm nay nghe đồng đạo này hỏi thì chúng ta rất mừng. Mừng là có thật sự. Bây giờ hỏi trong cái xã mình thôi à, được bao nhiêu người đã phát tâm tu, là tu tâm dưỡng tánh thiên là lời Thật Thầy đã dạy. Nhưng mà đồng đạo chúng ta nên cố gắng trong này, tuy là ít nha, ít thật sự, nhưng mà cái số ít đó, chúng tôi tin tưởng rằng có số ít thật sự, nhưng mà số ít hiện giờ là người ta cắm xào, thấy không? Chì chí một bề lo tu, giàu cha danh lợi gì danh lợi đi ha, nhưng mà ta không có màng, người ta chỉ làm sao để bảo vệ cái chánh pháp của Đức Phật, đó là làm sao giữ cái nền đạo Phật giáo Hảo càng ngày càng phát triển. Thì đó là gì? Đó là tâm linh của nền đạo hiện giờ cũng có một số người còn đang cắm sào chì chí một bề lo tu để bảo vệ chánh pháp. Nhưng mà đồng đạo ơi,
Nói là nói như vậy thôi chứ đồng đạo nhớ kỹ lời thầy thầy dạy. Ông ba cũng dạy luôn. Đức thầy dạy ra 100 mới đặng ấu thôi 10 người. Thì hôm nay đồng đạo chúng ta thấy thỏa mãn như thế này thì chúng ta phải nên cố gắng nha, cố gắng để mà quảng truyền lời Đức thầy dạy như thế nào, cận kề hơn tuổi trẻ để làm sao cho các cháu nó được là có cái niềm tin hơn, vui hơn, để cho các cháu nó là tập tễnh trên bước đường tu tập. Vì thế mà Đức thầy nó nói chúng tôi xin lặp lại đó, rồi chúng tôi sẽ nói cái đoạn như chú hỏi là thỏa mãn có thỏa mãn hay không, là chúng tôi xin xác nhận là có sự thỏa mãn sa sút nha, sa sút hơn. Vì vậy quý vị thấy không, hồi xưa đó làm ruộng đó có một mùa mà cô bác ta sống được đầm ấm vui vẻ, bây giờ ba vụ ha mà vẫn thiếu hụt. Mà chữ thiếu hụt này cũng là thỏa mãn rồi ha, thiếu hụt là nó rồi kinh tế xã hội hiện giờ ở thương trường của đất nước đó thì đang giảm lần trên thế giới. Còn đối với Việt Nam mình đó, thật sự nó thật cho cô bác anh chị mình có niềm tin hơn. Việt Nam của mình thì hiện giờ các nước trên thế giới đó đều sa sút về cái vấn đề tiền tệ, mà Việt Nam chúng ta ha, hôm nay được trỗi dậy cái niềm tin là đất nước của chúng ta rất nhiều cái mỏ, thấy không? Đã gắt nhiều cái mỏ để cho nhà nước phát triển. Kinh tế hiện giờ của nhà nước Việt Nam thì không thua là kinh tế trên là các nước trên thế giới. Thì giàu cho hôm nay chúng ta thấy như vậy đó, như là chúng ta mừng là cho đất nước, mà ta mừng cho cái người sống còn ở đất nước được đó, thì hôm nay chúng ta nên cố gắng là phải tu tập. Mà nghe lời thầy dạy nữa nè, cảnh thế giới hả? Cảnh thế tạo, tức là cái sự thế tạo là gì? Thế tạo là nói rộng hơn là cái danh từ là giả tạm. Thế tạo là giả tạm thì có cảnh thế tạo càng ngày thỏa mãn thì thật sự hôm nay là sa sút rất nhiều, sa sút ít người tu. Đó là tôi không phải mình nói mình tốt phải không? Cũng như chú ngồi trước mặt anh á, thì hôm nay anh thấy chú còn để tóc ha, còn ăn chay ha, còn đi làm từ thiện phải không? Còn như ở xóm mình này nè. Ăn chay thì nói thật ra nhiều khi mình nói ra cái anh em buồn mình đó, mà không nghe lời thầy giải chứ không phải buồn mình là buồn sai. Thầy nói đó, chay được tánh á, thì chay tâm mới quý. Mà hiện giờ anh em trên cái đất nước mình đó, trên cái tôn giáo mình thôi, ăn chay thì nó hô tính ra bây giờ dữ lắm nghe đâu nha, mà ăn chay tâm thì không có, thật sự luôn đó chứ. Chứ không phải anh nói mà anh buồn đó. Nhiều khi anh cũng tuổi cho thầy nữa, bị thầy nói rồi ra đi và để lại và ít bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng, hoặc là coi rồi phải nhận cho hiểu lý mà anh em không chịu nhận cái lý, họ làm những chuyện không đâu không à, thấy không? Thầy nói em là anh em trong ban đi sự này cũng vậy nè, nó hỏi thầy nói là hãy giúp cho kẻ khó mới nhầm, thì thôi bây giờ đã nói hơn nè, mình nói ra người ta nói mình bảo thủ cho đạo phải không? Bây giờ tự nhiên nè, giả sử cái xóm mình đi, người ta nghèo khó đó, người ta xuống chợ người ta mở cái tiệm chay người ta bán, thấy không? Anh A anh B đó, anh làm từ thiện, anh có một số đông đảo đó, cái anh chợ tự nhiên cái anh ra anh mở cái quán không đồng nha, rồi cái những người mà người ta nghèo khó đây người ta sống như thế nào, nó nổi cái đó thông thì mình thấy là chen với nhau để tranh đương cho cái quyền lợi cho mình mà quên đi cái thương người nha, mà nói ra người ta buồn dữ lắm. Mà hiện giờ đó hen, lan tràn các tỉnh miền Tây này hen, dữ lắm vấn đề mới giúp cơm từ thiện. Thì mình có tiền sao mình không có nghe lời thầy dạy ha, đi ra giúp đời nè, và hả hãy giúp cho kẻ đó mới nhầm, hãy cắt nhà người ta, hay là đem cái của cải mình, hay là xin này kia rồi đem giúp cho những người khó nó, mà ta không chịu. Mà bây giờ người ta lại là nói thật, ta nội tới ở châu thành này bây giờ đó nè, nội cái bếp cơm không đó, là mình để cả trên 20 cái bếp cơm. Vì thử hỏi rồi 20 bếp cơm này đang rồi bao nhiêu cái gia đình người ta đang khổ trong đây, là người ta xuống chợ hay là ta bán cái gì đồ chay đó thì ta bao nhiêu sự khổ người ta đó. Thì đồng đạo chúng ta không thấy cái chủ mà sa sút này, mà người ta chỉ thấy người ta có năng khiếu thôi, năng khiếu làm mà không nghe lời thầy dạy. Chú thấy như vậy thì không sa sút đạo sao được đó. Mình nói sa sút mà cái thế tạo nó thỏa mãn trong cái tư tưởng thôi, tư tưởng không chánh đáng.
nội không chánh đá không thì làm sao mình kiến diện được Đức Thầy trong ngày Đại hội Long Hoa nha. Mà Đức Thầy đã dạy rồi, mà đồng đạo thống thông tin nha, muốn xem được hội Long Đình thì là phải ráng sửa mình cho trơn. Trơn chỗ này sao được trơn? Trơn cái chỗ mà tham cái sự sống ở trên thế gian được người đời khen tặng nè, chen lắng để làm gì? Đó là bây giờ chú có tiền phải không? Chú đem ra chú làm bếp tô cơm từ thiện phải không? Không đồng. À, như vậy là chú làm bao nhiêu người bán lẻ này đâu phải khổ không? Mà trong khổ này rồi ai là người giúp cho người này? Chúng ta không nghe lời thầy dạy đó, đây là rõ ràng không nghe lời thầy dạy thôi. Chứ thật sự mình nói ra anh em ta chắc buồn mình lắm nha. Nhưng A Di Đà Phật buồn đó là mình gắng chịu đi. Bởi vì ở đây Đức Thầy đã nói rồi, nhẫn quan gia tùng thử tận mà. Hay là mình biết được, mình nói cho người ta thấy được đi, mà người ta không chịu nghe. Chứ thật anh ở đây nè, ở tại xã mình đây nè, nó nghèo khó vậy đó. Nhưng mà bếp nấu cháo tương tính đi, một ngày vậy đó, một ngày thôi là 25 kg gạo. Một tháng chú ra bao nhiêu ký lít cháo đó, rồi ký gạo và nấu cháo, rồi cái đó người ta có dùng hết hay là người ta đã bỏ đi một phần nào? Mà em Út ở đây nó còn không nghe đó, chứ đừng nói tới xã na khác mà mình khuyên ta phải không? Vì thế mà thầy nói rõ ràng, cái tâm, cái tu thì nó có cái tiếng thật sự. Nhưng mà đối với cái tâm ở đây là chú hỏi là cái cảnh thế tạo càng ngày thỏa mãn, có thỏa mãn hay không là chú, anh ba xin đề nghị với chú đó, hay là xin nói thật thử là thỏa mãn về tư tưởng tu tập. Thấy không? Còn danh lợi bên ngoài thì các em nó làm còn im lắm. Thấy không? Đó là thỏa mãn. Nếu mà không thỏa mãn thì Đức Thầy không có than. Nhưng mà mỗi người tu á là đều hiểu được giáo lý Đức Thầy đó thì Đức Thầy không có than. Mà ngặt họ không hiểu được giáo lý Đức Thầy cho chỗ mà hãy giúp cho kẻ khó mới nhầm, chỗ này là chỗ đáng tiếc nhất là chỗ này. Thấy không? Đó là điều thứ nhất mà mình nói thật cái vấn đề thỏa mãn. Rồi ở đây thỏa mãn và Đức Thầy nói câu sao sao là giống di trùng thường đục phổi tim, rõ ràng chưa? Thấy không? Bây giờ cái bệnh á, con người mà cái bệnh thôi, mình nói cái bệnh trước, giả sử bây giờ hồi thời gian chúng ta còn nhỏ, thấy không, chúng ta được mẹ ba nuông chiều ủng hộ chúng ta để chúng ta sống, mà nhiều khi cái bệnh mình đó đau, cái ba mình cũng thương mình á, biểu mình đi uống thuốc đi, hay là bệnh thầy đi chích thuốc đi, phải không, cái không là không chịu đi, cái mình chần chờ này kia, tới khi lớn lên, tới lớn lên nè cái bệnh nha. Ở đây đó thì con người chú thấy rõ ràng không, tâm can tỳ phế thận do đâu mà nó bị là đau nhiều chứng không kể, là do thời gian mình mới có là bệnh tật, mình không chịu đi trừ cho dứt, thấy không, rồi để cho cái bệnh sau này nó truyền nhiễm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, rõ ràng luôn nè. Bây giờ nhiều người đó lên thành phố đó kiểm niệm ra là 4, 5, 6 cái bệnh không à, thì chú thấy đó là do đâu, là do chúng ta không nhận thức được căn bệnh của con người khi mới phát sinh. Thì hôm nay đó thì chính việc tu tập của chính mình cũng vậy thôi. Giả sử nếu mà anh A và anh B cũng như tôi và chú đó thì mình mới thấy được cái nguyên lý của giáo lý như thế nào. Phải vừa tu mà vừa hy sinh cả cuộc đời của chính mình để đem lại cái nguồn sống mới cho đồng bào và nhân loại thì chúng ta mới nghe lời được thầy dạy. Mà Đức Thầy nói rồi, nếu xuất gia dầu cho đồng đạo chúng ta là cố chấp chỗ này là không được. Đức Thầy nói chung không phải anh A anh xuất gia anh mới làm được việc này. Xuất gia là gì? Xuất gia là tức là buông bỏ cái cảnh thế gian này là thế này nè, như thế nào đi, rồi chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân của xuất gia. Mà Đức Thầy nói gọn trong này, mà tại vì còn chấp nè, nói ông ơi ông xuất gia ông làm được chứ tôi không xuất gia tôi làm không được là sai, thấy không? Mà Đức Thầy nói nếu xuất gia thì phải hy sinh dạ cả vật chất tinh thần lo đạo. Đức Thầy nói luôn câu sau đó, đồng đạo mình hãy nghe mà cho kỹ nè, chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hột là người, làm cho dân khi khinh dễ nực cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Là tại vì chúng ta chỉ mặc cái, không phải Đức Thầy nó mặc cái chiếc áo bà ba này mà làm đạo được, không phải chúng ta dùng chay mà chúng ta là người có đạo.
Mà người có đạo chúng ta phải nhớ rằng nghe lời thầy dạy, thấy không? Hãy hành hết bốn cái đại đức của Đức Phật ngày xưa cũng như Đức Thầy dạy chúng ta hôm nay, thấy không? Mà chúng ta không có có bốn cái đức à, đại đức á, mà Đức Phật đã làm từ bi và hỷ xả, mà bây giờ chúng ta hạ bốn bóp chặt bốn chỗ này lại, thấy không? Bây giờ chúng ta làm chị không đúng nè, có từ bi không? Nó tự nhiên cuộc sống người ta nè, mình chặn đường không cho người ta sống, từ bi chỗ nào, thấy không? Rồi từ bi là gì? Chữ chữ từ thì từ là hiện lành, mà cái bóp sống người ta cái chữ từ nó nằm ở đâu? Đó. Từ rồi bi là từ là cái là mình phải giúp đỡ cho người ta, từ là hiền lành, bi là cứu khổ. Mà giờ người ta làm cái mình tự nhiên cái mình ra cái không đồng này rồi mình cứu khổ ai đây, thấy không? À, cứu khổ từ bi hỷ là ban vui, mà mình có ban vui được không? Đó, bây giờ không lẽ bây giờ người ta tự nhiên người ta thấy mình làm không đồng cái ta nhảy vô ta ăn những người đó không có tiền hay gì, thấy không? Mình cũng từ bi chỗ nào đâu, từ bi cho nó đúng chỗ thì chúng ta từ bi là thật dạy. Ở miền Trung thì hôm giờ người ta khổ nè, thấy không? Có anh em nào mà có nói rủ nhau cả sớm mình rủ nhau nói chú anh ba ơi hay gì năm nay miền Trung á, mưa không gài đi thấy chắc có khổ thôi, bây giờ mình xúm nhau mình rủ đồng đạo mình ra miền Trung cho người ta coi được không, giúp cho người ta đi. Còn cái nhà người ta nghèo quá, nhà người ta đang sập đó, mình họ có hùng rủ nhau có hùng người ta đi cất cái nhà cho người ta hay không? Thì đây là từ bi để ban vui và cứu khổ. Mà bây giờ ăn đồng đạo chúng ta hiện giờ chúng tôi xin cam kết với quý vị có được trong xã mình có được thật như lời thầy dạy là trai được tánh trai tâm mới quý hay không? Thấy không? Không có đâu đồng đạo hai ơi, ít lắm. Thôi bây giờ mình gán năn nỉ cô bác đi chứ giờ không nói sao hết, năn nỉ cô bác mình hãy nhớ lại lời thầy dạy thôi, nghe lời nha, ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc gặp thầy khó ra. Thấy không? Bây giờ chúng ta không gặp thầy ra rõ ràng không? Gặp thầy mà chúng ta mà vỗ ngực xưng tên với thầy thì coi chừng rồi nha. Tại vì trong cái thời gian mà Đức Thầy trở về đó là thật với đồng đạo đó. Tại sao? À, hồi xưa có mẫu chuyện mà ông Út đòi đốn mấy cái dừa mà thầy không cho. Là thầy không cho ngay chỗ này nè. Không? Không nghe lời thầy dạy. Chứ mình đừng nói, đừng có nghe lời như mấy, có nhiều cái clip người ta lên người ta nói theo đạo này đạo đó không có phải. Là không nghe lời dạy của thầy. Rồi sau này Đức Thầy nói A Di Đà Phật, tôi dạy ông đoạn đường, ông lậm ngã, thôi đứng sang bên đây đi để tôi chọn coi người nào Phật giáo hảo mà có tâm với tôi kêu ông đó đứng ngay hàng đó. Rồi tới chừng đó cái thầy kêu quan bên cái tủi lòng có phải không, thì đập đầu vô gốc dừa, phải không? Đập vô gốc dừa chết. Vì thế mà Đức Thầy không cho đập gốc dừa, chứ đừng có lên clip rồi ha, là như anh gì ta lên clip cho mấy chú thâu đi rồi cái anh nghe người ta nói này kia nọ cái đấy theo đầu đó không phải. Rồi đạo nào cũng là giải tu hết á, kể người ta, ta dạy đúng thì ta hưởng phải không, mà ta dạy không đúng người ta lỗi với thầy, lỗi với Phật chứ lỗi với mình chúng sinh mình còn thua người ta nữa. Mà do đồng đạo chúng ta không có mở lòng từ bi rõ ràng và học theo giáo lý Đức Thầy mà thôi. Cũng cảm ơn anh ba lắm đó nha. Dạ. Vừa qua kính thưa chị quý vị, vừa qua anh ba nói thật là hữu lý. Và bây giờ đó là nhân hư chứ đạo bất hư. Dạ, đó đúng rồi. Dạ. Anh ba cũng nói là giúp kẻ đói nói nhầm. Tức là hôm nay anh ba nói quá hữu lý thì trong clip phim này đó thì quý vị cũng nên coi clip phim này để chúng ta hãy theo cái anh ba đã đi trước. Và anh ba cũng có tu lâu năm với quý vị. Đây là anh ba cũng rất là có kinh nghiệm. Thế ra tôi cũng mong Vinh Ba mong quý vị để nghe những clip này nha quý vị. Bây giờ để xin hỏi Vinh Ba tìm tiếp 4 câu nữa nha Vinh Ba. Dạ. Khoan chứ chưa. Chưa hết cái này. Bởi vì mình mới nói có câu à. À chỗ này thầy nói cảnh thế tạo càng ngày thoảng mỏn giống như trùng thường đục khổ tim đến cơn đau nè ông ơi. Thấy không? Đó, đến cơn đau. Bây giờ chúng ta nói lại hai chữ để tiếp tục cái clip này đi ha. Là đến cơn đau phương thuốc phải tìm. Thấy không? Bây giờ cái mẫu chuyện mà qua đà tái thế qua đà này kia cái nọ thì thôi giờ mình xin cô bác anh chị mình nghe nhiều lắm, nhiều đồng đạo mà bên giảng viên đó là nó nói rồi, thôi bây giờ mình hãy nghe lời thầy dạy đi, đến cơn đau phương thuốc phải tìm nè, phải không?
đó. Bây giờ thuốc nào mà tìm cho chúng ta để mà chúng ta rỡ để cái con vi trùng này hay không đi ha. Đó, bây giờ chúng ta phải tìm mới được. Cho nên ở đây nãy anh có nói là bây giờ đồng đạo chúng ta không có tìm nguyên nhân để cho cái bệnh của chúng ta thì bị là thâm nhập vào cái nội tâm của chúng ta thôi, cũng như là tâm can tỳ phế nó hư hết rồi phải không, thì làm sao mà bác sĩ nào chữa cho được phải không. Thì bây giờ Đức Thầy đã nói rồi nha, là đến cơn đau phương thuốc phải tìm à, gặp biến thước qua đà tái thế chứ. Thì ngày xưa đó thì đồng đạo chúng ta đã nghe cái mẫu chuyện này rồi, thì hôm nay chúng em không có nghe rõ rành hơn, vì mình hậu sinh á thì đâu có biết ông Qua Đà ngày xưa như thế nào, mà mình chỉ nghe là trong cái thời gian mà ở thời Trung Quốc đó thì có ông Qua Đà thật sự, nếu có Qua Đà để giúp người bệnh khỏi là chết trong cái thời gian mà Đức Thầy đã mà ông Qua Đà đó ông đi đâu là cứu bệnh đó được. Nhưng mà ở đây thì Đức Thầy đã nói rồi, thì ông Qua Đà đó ông cứu là cứu căn thôi đồng đạo ơi, phải không, chứ cái số không có cứu được đâu phải không. Thì hôm nay đó đồng đạo chúng ta nghe chỗ này, chúng ta ráng cố gắng hành đi theo là Đức, chúng ta sẽ được Đức Thầy chúng ta cứu cái số căn lành của chính mình. Và Đức Thầy còn cứu cái số này là tại sao chúng em nói cứu số được là chỗ này. Đức Thầy ở tại nhà thì Đức Thầy nói tôi cứu căn ha, không cứu số. Mà hôm nay Đức Thầy ra đời mở đạo đó, chúng em có nghĩ vào chỗ này, không biết anh chị mình có nhận thức được hay không. Miễn nhận thức được thì quý vị ghi vào chỗ này để cho chúng em thấy được chỗ này. Đức Thầy đã nói rồi nha, là cái chỗ mà cái người chết đó, tôi mà ra đi đó nha, thì Đức Thầy đã nói nè là dạ Đức Thầy khuyên nữa, thôi bây giờ đứng nói Đức Thầy khuyên đi. Đức Thầy nói là bây giờ mình ráng tu đó ha, thì xác ti mất đó chú hai, mà hồn thiên chẳng mất. Vậy thì ở đây mà mình nói câu này mình mới nói qua cái cứu số được theo. Tại sao Đức Thầy cứu căn? Cứu căn là mình trọn vẹn được niềm tin. Đó, cứu căn là làm dân niềm tin. Mình 80 tuổi hay 90 tuổi mình mới ra đi. Hoặc là có người 100 tuổi người ta ra đi, phải không? Thì đó là gì đó, Đức Thầy đã cứu cái căn của anh này, của chú này, của bác này là gì? Khi mà ra đi rồi đó thì Đức Thầy nói là xác ti mất, hồn thiên chẳng mất, là nói lứa tuổi tôi và chú, phải không? Hôm nay chúng tôi và chú ta đã nghe được lời thầy dạy rồi. Vì mình nghe lời thầy dạy nè, mình hãy làm lành bố thí gì. Ở đây đó thì Đức Thầy nói rồi là cái học Phật thì phải tu nhân, mà cái nhân đạo mình làm tròn được á, thì tiên đạo mình đã là được là sự cứu cánh giải thoát. Đó, mà ở đây mình nói gọn hơn là chỗ đó đó, là mình đã hôm nay được Đức Thầy chỉ dạy là cứu căn và số luôn, là xác đi mất, phải không? Hồn thiên mình không mất thì không lẽ đó là không có cái số của mình sao? Tại vì mình đến cái số của mình ra đi đó thì mình phải ra đi. Nhưng mà mình nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, là chỗ này mình đã được Đức Thầy cứu vớt trong cái buổi hạ nguyên mà pháp, mà trong cái ngày lập hội luôn nè. Đức Thầy nói cái ngày mà lập hội rồi đó, văn thù Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa đứt cánh bùm lan rước người tu niệm. Vậy là cứu gì đây, không cứu căn mình sao, phải không? Cứu cái số mình đã đến ngày tận ra đi là được tu tập, là cứu số của mình là đã biết tu. Đến cái ngày mai, không biết ngày nào, có ngày mai đó mà Đức Thầy lập lời thượng quân, thì chính Đức Thầy đã cứu mình trở về cái hội Long Hoa. Mà Đức Thầy có nói nha, không nói đâu, bây giờ hiền lành chừng đó xung dậy, quân thần cộng lạc nha, mấy ngày vui chơi nữa kìa. Tại sao không tu đi, chúng ta tu chúng ta mới thấy được cái chỗ mà ngày lập hội Long Hoa. Mà Đức Thầy nó nói cũng như mình lập cái câu hồi nãy mình nói muốn xem được hội Long Đình đó, đó là cái niềm tin mà mình thấy. Mà bây giờ mình thấy cái nữa, thấy chừng nào lầu đài núi cấm lộ nay mai đó, có cái ngày nào mà có ngày nay với ngày mai không? Đức Thầy chỉ nói nhắc nhở cho đạo nội chúng ta thấy rằng ngày sau khi đời đã đến mà chúng ta không biết ngày nào đến thôi, thì gán tu đây nè, thì chúng ta sẽ gặp được lầu đài núi cấm lộ nay mai. Tại sao chúng ta không tu để mà chúng ta thấy không? Đó là chúng ta dở.
mà chúng ta chưa làm được trách nhiệm của chúng ta, là tại vì ở trên đời này đủ thứ làm chuyện sai nè. Mà thầy nói rồi, đừng bả đâu, tin bướng gia càng, làm ngu muội đã thọ ngôn kiếp. Nghe cái sớm đó người ta làm từ thiện cái cho gà cho cơm hàng ngày, cái mình làm theo, mình không biết cái hậu quả nó như thế nào, cái hậu quả của mình cho đó. Bây giờ cái số người này nè, mình cho mình có nó dốc hay không? Cái con số đồng đạo nó vậy nè, tại vì Đức Thầy ra đi lâu quá rồi, bây giờ tôi nấu cơm một tháng 4 ngày để tôi nhắc cho đồng đạo đó tan chay 4 ngày mình cũng có phúc. A Di Đà Phật, tôi đã nói rằng là bây giờ đồng đạo ra đi rồi, Đức Thầy nó nhớ kỹ không? Đức Thầy không đâu có khuyên ăn chay đâu. Đức Thầy nói nè, chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Ở trong dân tản Đức Thầy nói đó, không ép ai ăn chay, không xúi ai ăn mặn, tùy lòng nhân của mỗi người. Biết đâu người ta ăn mặn mà người ta tu sao? Nghe không? Mà trong này ông ba có nói nè, tu mặn ghét cả tu chay. Nghe không? Tu chay ghét mặn không ai tu nào. A Di Đà Phật, hai tu này chúng ta đừng nên làm. Mà chúng ta phải âm thầm tu như thế nào để làm cho xã hội được phát triển. Làm cô bác chung quanh của mình đó được không đối rách, không đối rách khổ đau. Thì cái đó chúng ta tu như thế nào theo thầy không? Còn này mình nghe lời anh em suối thôi, làm cái đó có phải làm bướng làm càng không? Thấy không? Dọn thời gian chúng ta có làm bền hay không nè, hay là chúng ta làm gì đó thời gian chúng ta quải quá chúng ta nghỉ, rồi chúng ta làm được cái hết bổn phận chúng ta khi mà chúng ta là về bên kia là cực lạc hay không đó. Ở đây muốn nói cho rành thì đồng đạo chúng ta nên cố gắng nghe lời thầy dạy, coi rồi phải nhận cho hiểu lý. Cái gì đúng, cái gì sai, chứ đừng nói tôi làm gì cũng được. Bị gì có nói câu nói này nè, đồng đạo hai, để mình gần kết luận chỗ này đó, đang nói rõ ràng. Nó mấy đồng đạo ưa nó sai chỗ này, mà nó mấy đồng đạo nói mình nói sai. Thầy nói đó là tu á, thầy nói sao? Thầy nói ai biết tri việc phải cứ làm. Họ lấy hai cái câu trên này thôi. Ông ơi, ông đừng nói ý ông tu lơ, ông tu lâu năm cái ông nói này kia cái nọ ha, chứ tu nè làm muốn đến đúng là thôi là thầy dạy. Thầy nói ai biết tri gì phải cứ làm. Dạ tôi cảm ơn ông, nói câu đầu. Dạ câu sau ông không nhìn thấy rõ ràng, thành ra coi chừng ông bị câu sau là sao mới biết, làm đúng nó thì mới biết được, thấy không? Làm sai thì không có biết được ông đạo ơi, cái người ta sỉ nhục mình luôn. A Di Đà Phật, tôi cười luôn à, tại vì người ta không nhận thức được. Chính trong xã của mình không, anh em trong ban lịch sự mình thôi, tôi nói trong clip này, anh em trong ban lịch sự nó ghét tôi cũng không buồn nữa. Bởi vì mình nói với người ta không được thôi. A Gia mình có tội đó, nói thật với đồng đạo đấy ha, không phải mình nói mình xưng mình làm trưởng ban lịch sự mình có quyền không có đâu. Mình là trưởng ban lịch sự cũng như người cha để hướng dẫn bầy em, thấy không, để cho nó làm đúng theo lời thầy dạy. Nó không làm thì mình có nói sao, là giáo bất nghiêm sư chi đọa. Chính là người anh mà dạy em út không được, mình bị đọa hay không? Nhưng mà suốt mấy mươi năm, 20 năm vừa qua anh vẫn âm thầm để mà chịu đựng cái sự này. Hôm nay anh tách rời được đứa em nói ra và anh mừng dữ lắm. Bởi vì anh đâu còn bị đọa theo lời thầy dạy. Bởi vì mình năn nỉ ta không được thì thôi, không mình đừng buồn ta, nhưng mình thương ta sau này sẽ chịu khổ đây nè. Vì chỗ đó đó mình mới thể hiện được cái sự tu tập của lòng từ bi mà Đức Thầy đã nói với em đạo, nên cố gắng nè, gặp biến thước đó qua đà tái thế mới được, thấy không? Để gặp gì, gặp cái nhiệm màu của Đức Thầy của chúng ta thôi. Được sự mà Đức Thầy đã khai cho chúng ta được thấy trí tuệ, thấy lời Đức Thầy dạy chúng ta đi đúng theo đường lối của Đức Thầy đã dạy cho chúng ta. Thấy không? Mà Đức Thầy đã nói rất nhiều trong cái dân tản đi, thấy không? Mà nhưng mà đồng đạo chúng ta không chịu tu, cho nên ở đây đó thì chúng em cũng xin hồi nãy chú cũng muốn gừng cái clip này đó, thì chúng em cũng xin nói với quý vị ra là chúng ta không có tìm được ông qua đài hồi xưa được đâu, mà chúng ta tìm được chân lý tuyệt vời của Đức Thầy tôn kính. Mà quý vị đã thấy không, nói về Phật giáo hòa hảo thôi, cái niềm tin là quý vị nên cố gắng nè. Trước cái ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn, để kết luận cái đề tài đó, trước ngày Đức Phật nhập Niết Bàn thì A Nan đó nghe tin được, cái A Nan buồn lắm. A Nan vô tới cái là cái giường mà sông cái gì Tha La sông Thọ đó, rồi Đức Phật đang nằm ở trên đó, thì A Nan đi ba vòng, A Nan mới hỏi: kính thưa Đức Thế Tôn, tại sao ngài vội vàng vào Niết Bàn
quá sớm, chúng con ở lại, rồi ai là người để mà dạy dỗ chúng con trong thời kỳ không có Đức Phật tại thế? Thì Đức Phật mới nói với A Nan ơi, ông nên biết, khi ta nhập diệt rồi thì giáo pháp của ta đó, giới lực của ta đó, thì đó là thầy của các ông nên cố gắng mà trì hành, sẽ có thầy ủng hộ các con. Rồi Đức Phật mới nằm im lặng lại, đó là Đức Phật mới có nói thế này, là cái mẫu chuyện của bác Tấm Vui ở trên Hòa Hảo nói đó, là mà Đức Phật mới nói thế này, A Nan ơi, ông nên biết và nên truyền đạt trong kinh của chúng của ta sau này. Khi tôi tịch diệt, sau đó trên 2.500 năm, thì tại miền Nam Đức Việt sẽ có một người thay tôi để là canh tân giáo pháp, quy nguyên giáo điều. Đó, quý vị thấy rõ ràng không? Canh tân giáo pháp nghe, nói đâu đàng hoàng nghe đồng đạo. Canh tân giáo pháp, quy nguyên giáo điều. Người đó không học mà thông, không tu mà chứng đạo. Trong đó giáo lý, trong đó đó, trong cái sự tu tập dạy đạo đó, thì trong đó đó có là tôn chỉ. Đó, bây giờ đồng đạo nghe chỗ này cho kỹ nè, tôn chỉ, giáo lý nha. Trong giáo lý tôn chỉ đó có Bát Chánh Đạo, có Tứ Diệu Đề, có Thập Nhị Nhân Duyên, thì người đó sẽ xuống thế gian trong thời kỳ mạt pháp trên 2.500 năm. Đó là tôi đã truyền đạt lại và thay tôi để xiển dương chánh pháp của tôi và quy nguyên giáo điều. Dạ, mà các anh em ta không chịu nghe, người ta nghe chú Tám Vui ông nói đó, người ta nói sợ chú Tám nói hớ, tội gì lắm đâu. Thiệt sự đó, là cái mẫu chuyện đó chú Tám Vui đó, ông dám nói cho là những người cán bộ thành phố xuống nghe luôn. Thì thử hỏi tại sao mình không tin nha. Mà bây giờ tôi hỏi đồng đội của hai nè, trong các tôn giáo trên thế giới này hiện giờ có cái tôn giáo nào có tôn chỉ hay không? Không, bây giờ mình là Hòa Hảo rồi thì mình phải xác định rõ ràng, nếu có tôn chỉ thì mình nói đó là mới giống lời của Phật dạy. Còn nếu tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy để sau này đó, thì chúng ta được sự làm Đức Phật đã chứng nhận Đức Thầy chúng ta là có trách nhiệm phải là canh tân giáo pháp mà thôi. Thì hôm nay canh tân là gì? Canh tân giáo pháp là gì? Hồi xưa chữ Hán, đọc kinh, tụng niệm. Đức Thầy hôm nay chúng ta, Đức Thầy chúng ta được cái quyền cơ của Đức Phật truyền đạt lại không trí tuệ, viết kinh giả không, không làm nhế nhám. Thì thử hỏi ông này là ông gì? Rồi cái thời gian mà canh tân giáo pháp, thấy không? Quy nguyên giáo điều là gì? Là chỉ có một cái không hình tướng, mà chỉ là vô vi, mà Đức Thầy nó nói đạo vô vi của Phật anh ăn cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước, mà đồng đạo chúng ta không chịu tu. Chớ bây giờ mấy mà đồng đạo cho chúng ta theo tu đó, chúng tôi nhắc lại cái câu nói hồi nãy Thầy nói đó, ai biết tri đó. Bây giờ chữ tri là gì? Ai biết tri tức là ai biết nhận thức, ai biết trách nhiệm bổn phận là một người giác ngộ, tu theo lời của ta dạy. Chứ đâu phải nói ai biết tri việc phải cứ làm cái tự nhiên mình làm tầm bậy đó. Hay là bây giờ mình nói ra ta cười mình phải không? Hay là anh Anna đó, anh là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nè, mà anh đi cho dai đó rồi vị tri được không? Phải không? Nè, tôi nói thật cái chỗ này khuyên bên nữ luôn đi nha. Bên nữ hiện giờ tôi ở miền Tây này nè, tôi có đi nhiều chợ lắm rồi ha. Tôi gặp bên nữ mình á ăn chay mặc áo bà ba không à, thấy không? Mà đi ra chợ ngồi đang một cụm mười mấy người đó toàn là cho da chân là quýnh sơ mà gì chơi hụi á, rồi cho dai không à, tôi không biết cỡ ăn thương làm gì đúng không? Cho nên tôi cũng có nhiều khi mình khuyên mà khuyên lất lớt thôi, nói các cô ăn cái thương cực khổ quá, làm này biết mình có lỗi hay không. Cái mấy cô nói nghe mấy ông đồng đạo bên Nam mình nè, nói cho dai mắc mỏ từ để bớt, trời tôi làm gì tôi không có tội đâu chú ba ơi, tôi Na Di Đà Phật cầu sao nghe. Hãy giúp cho kẻ khó mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm. Bây giờ đồng đạo ơi, thôi bây giờ đồng đạo mình có vốn đó, đồng đạo ở nhà giúp cha mẹ giúp sớm chuyện đi ha. Đồng đạo ăn chay được con lành hơn. Chứ bây giờ mấy ông đạo cho dai như mà chơi hụi như thế này, tôi không biết cái tối ngày mấy ông đạo niệm niệm cái gì không biết nữa ha. Chứ không có niệm Phật đâu, cái nó cười tôi luôn.
không? Nó đợi giờ mà sống mà không có tiền bạc sao sống chú ba? À, thì đồng đạo chúng ta nên có cái chỗ suy nghĩ kỹ càng hay không? Hãy nghe lời thầy dạy là nếu xuất gia đó thì phải hy sinh. Mà đây là chúng tôi xin kết luận luôn đó, đồng đạo nhớ chỗ này đi. Đồng đạo thấy đồng đạo chúng ta có một số người có đúng hay sai thôi. Đức thầy nói cư trần bất nhiễm là người thánh. Mà ở đây chúng ta còn cho dai nặng lãi rồi chơi hụi nữa thì chỗ nào chúng ta không có là bất nhiễm chỗ nào đâu, cái nào là đã nhiễm rồi nha. Cho nên đây thầy nói là cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê. Mà bây giờ mấy đồng đạo có mê không? Nếu có mê thì ai gì đạo Phật chúng ta hãy sửa, thì chúng ta mới ngớ nhớ lời thầy dạy. Chúng ta mê chúng ta mới làm việc không đúng nha. Thầy nói giúp cho kẻ khó mà giờ tự nhiên cái mình mở ra cái tổ nấu cháo, mở ra cái chỗ nấu cơm tháng 4 ngày để nó gạt, nó dốc với chư vị thánh thần không? Có gạt, chư vị thánh thần còn không có nói câu nói đó nữa ha. Mà mình là cái người gì thế tục không à? Bày tay cái đây là do phong tục và sự hiểu biết mình quá cần thiện cần. Cho nên mà mình làm những chuyện này nó sai lời thầy dạy. Ha, nói thật quý vị, bây giờ quý vị dòm lại đi, một tháng thôi. Quý vị dồn cái số tiền người ta cho đó, quý vị cho một cái bà già đó là 5-10 kg gạo thôi ha, rồi mời kia mốc nọ tới tháng khác mình cho chỗ khác 10 kg gạo thôi, thì trong một năm đó quý vị dồn lại ra bao nhiêu ký gạo để cho người già nua đó, đó khó à, thôi đúng là giúp cái đó mới nhận già đó là mới đúc. Còn này mình cho người ta ăn buổi sáng thôi, chưa biết người ta có ăn thương hay không mà chưa chắc hẳn người ta có nghèo không nữa. Già đó đó, bởi vì người ta lỡ người ta xin lần cả bọc không thì sao mà thấy được, tao mua bọc 5-10 gói đó không. Thành ra những cái chuyện đó đó là những chuyện sai nhất là lời thầy dạy. Mà đồng đạo chúng ta hiện giờ đó, hồi nãy là cũng như đồng đạo hỏi coi cái đầu đó là cảnh thế tạo càng ngày thoảng mõn, giống như trùng thần độc khổ tim là độc chỗ này, độc cái chỗ không nhận thức được lời thầy dạy, đụng không đúng chỗ mà được thầy phải khuyên. Vì thôi nên hôm nay đó đồng đạo chúng ta đã biết được rồi, thì đồng đạo ơi hãy nên cố gắng nhận thức được trách nhiệm của mình làm là làm như thế nào để cho tất cả những người xung quanh mình không khổ. Nhân đạo mà, làm tròn nhân đạo mới hay phải không? Mà bây giờ không tròn nhân đạo thì chúng ta có kiến diện được thầy trong ngày đại hội Long Hoa hay không? Và tôi tin tưởng rằng ngày mai đó, ngày nào đó của Đức Thầy đã nói đó, thì ngày đó sẽ đến, đến cho quý vị thấy. Mà quý vị không tu ra, tôi tin tưởng quý vị không thấy được đâu. Mà chúng tôi nãy có nói chỗ là chỗ quý vị đã nói rõ là chừng nào núi cấm quá lầu đó, không? Có được, có thiệt, có thật sự. Mà quý vị ơi, chưa đâu. Bây giờ ráng tu đi. Chừng nào mà quý vị thấy á, ở trên ngã bát á, mà nổi nhị sơn đó, là đồng đạo nên cố gắng mà tu nữa. Rồi đừng nào, chừng nào mà đồng đạo thấy núi Sam mà tiêu mất đó, thì quý vị càng tu nhiều để quý vị thấy được thất sơn lộ vẻ lầu đài, thấy không? Còn quý vị không tu ra từ đây đó mà quý vị cứ mong á, đời tới ngày nay tới mà kia tới đây ăn rồi, ngày sau quý vị sẽ khổ trầm luân mãi mãi trong cuộc đời của chính mình. Ăn chay cực lắm ha đồng đạo, mà ăn chay mà không giữ được cái trách nhiệm bổn phận của mình, cứ mơ ngày mai tới ngày mốt tới A Di Đà Phật, coi chừng đồng đạo chúng ta khổ nhiều hơn. Thì trước khi dứt lời, chúc cô bác anh chị mình nên cố gắng trao tâm luyện tánh cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao, còn không có thành kiến được thì chúng ta không trí tuệ, mà thành không thành kiến được thì chúng ta chưa được, chưa hẳn là chúng ta chùi lao cái bản thân của chính mình. Chúc quý vị thành công trong cuộc sống và luôn luôn tu tiến để bước vào con đường đại hội Long Hoa. Nam Mô A Di Đà Phật.